Chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 28 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Nam Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Sơ kết 3 năm hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng, Lào Cai. Một theo dòng thời sự xung quanh mô hình trường học VNEN, nên hay không nên tiếp tục chương trình này ở Lâm Đồng. Chất lượng lao động trong dân số vàng còn nhiều điểm nghẽn. Trung Quốc tạo đột phá trong việc phát triển vaccine phòng Ebola. Giá cánh tầm tăng cao, người vui, kẻ buồn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 28 tháng 10 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp giai đoạn 2015-2017. Tại điểm cầu Lâm Đồng, có ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các ngành liên quan và các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước có 40 trên 41 phương án tổng thể được Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 40 tỉnh, thành phố, tập đoàn và tổng công ty. Về hoạt động, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông lâm nghiệp duy trì mô hình doanh nghiệp nhà nước, nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện sản xuất, kinh doanh. Trong đó các công ty lâm nghiệp thực hiện mô hình sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ công ích. Và một số công ty chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Đối với công ty nông, lâm nghiệp, chuyển thành công ty cổ phần và công ty hai thành viên trở lên. Ngoài ra, một số công ty được giải thể. Đối với phương án sử dụng đất và tài chính, đến nay, tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý sử dụng trên 2,3 triệu hectare. Dự kiến sau sắp xếp đổi mới diện tích đất sử dụng gần 1,9 triệu hectare. Về tài chính, giá trị tài sản của các công ty nông, lâm nghiệp trên 53.120 tỷ đồng. Bình quân lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2014-2017 đạt hơn 2.170 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.779 tỷ đồng. Trong đó các công ty nông nghiệp chiếm tỷ trọng tài sản và lợi nhuận cao hơn khối các công ty lâm nghiệp. Liên quan đến sắp xếp lao động, đến thời điểm này có trên 166.000 lao động. Dự kiến sau sắp xếp, số lượng sử dụng lao động hơn 144.000 người. Tại Lâm Đồng, việc sắp xếp đổi mới các công ty lâm nghiệp được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Đến nay, đã có 8 công ty lâm nghiệp xây dựng phương án chi tiết về sử dụng đất, sử dụng lao động, tài chính, đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn giá đặt hàng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là cơ sở để thực hiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai, Lâm Đồng cũng còn một số hạn chế. Trong tổng diện tích đất của 8 công ty được phê duyệt, hiện có 3.790 hectare diện tích đất được canh tác ổn định lâu năm. Vì vậy, công tác thu hồi bàn giao cho các công ty gặp nhiều khó khăn. Việc xác định cắm mốc ranh giới khó khăn do địa hình phức tạp, thời gian quản lý đất lâu năm, các diện tích đất quản lý manh mún phân tán. Về phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, các công ty nông, lâm nghiệp, các địa phương, đơn vị đã tham luận đánh giá nguyên nhân, những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, đồng thời kiến nghị Chính phủ một số giải pháp về tổng thể phương án đã phê duyệt. Trên cơ sở đó để triển khai, thực hiện công tác này trong thời gian tới được hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, việc sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty, nông, lâm nghiệp là vấn đề tất yếu phải thực hiện. Tuy nhiên, qua báo cáo đánh giá tổng thể, một số địa phương, đơn vị, việc triển khai vẫn còn hạn chế, chưa có tính chất nhất quán về phương án thực hiện, nhất là việc đo đạc, dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đất đai. Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng, đến hết năm 2018, bắt buộc các địa phương, đơn vị phải hoàn thành cơ bản việc sắp xếp đổi mới hoạt động các công ty nông lâm nghiệp. Vì vậy, trước hết các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các tập đoàn và tổng công ty liên quan cần vào cuộc đồng bộ, quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó tập trung thực hiện việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt phương án sử dụng đất. Đặc biệt là xử lý dứt điểm các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai. Đồng thời xây dựng kế hoạch về sử dụng tài chính, cơ cấu lao động, quyết tâm hoàn thành phương án tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cũng trong sáng nay 28 tháng 10 tại thành phố Đà Lạt,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao giữa hai địa phương. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các sở ban ngành hai tỉnh Lâm Đồng, Lào Cai. Báo cáo tại hội nghị cho thấy 3 năm qua hai tỉnh Lâm Đồng, Lào Cai đã có nhiều chương trình hợp tác phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Như hai địa phương đã tăng cường liên kết trao đổi kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến khích phát triển các hình thức liên kết tổ chức sản xuất, quản lý chất lượng để khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh trong phát triển nông nghiệp nông thôn của mỗi tỉnh, phù hợp với định hướng tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Lào Cai đã tổ chức những đoàn tham quan học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng. Từ chương trình, tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho Lào Cai, ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng như các tiêu chí sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đối với một số cây trồng chủ lực của tỉnh. Lâm Đồng cũng cử đoàn chuyên gia về nông nghiệp hỗ trợ Lào Cai khảo sát đánh giá hiện trạng, ứng dụng công nghệ cho cán bộ nông dân Lào Cai, xây dựng mô hình điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Bắc Hà, Sa Pa, chuyển giao quy trình công nghệ trong sản xuất nuôi cấy mô, sản xuất rau hoa ứng dụng kỹ thuật công nghệ có hiệu quả, cung cấp cho Lào Cai những hạt giống chất lượng cao như bắp cải, xà lách, cải thảo, súp lơ, dâu tây, hoa cẩm chướng, đồng tiền. Đồng thời Lâm Đồng cũng hỗ trợ Lào Cai mua sắm máy móc thiết bị và chuyển giao thành công kỹ thuật gieo ươm giống cây nông nghiệp trên giá thể bằng hệ thống máy gieo hạt tự động. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Lào Cai và Lâm Đồng có nhiều điểm tương đồng về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Từ sự hợp tác hỗ trợ của tỉnh Lâm Đồng đã có phần giúp Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để phát triển một số sản phẩm đặc hữu như đào, lê, bận, hoa địa lan, cây dược liệu, rau trái phụ. Nâng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Lào Cai lên gần 800 ha và có trên 8.000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác đạt gần 60 triệu đồng một hecta một năm. Trong đó giá trị sản phẩm canh tác ứng dụng công nghệ cao bình quân đạt trên 200 triệu đồng một hecta. Trên cơ sở của sự hợp tác này, tỉnh Lào Cai mong muốn trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục có những chương trình hỗ trợ Lào Cai đẩy mạnh ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Nằm trong kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020, hai tỉnh Lâm Đồng và Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên 4 lĩnh vực là đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đầu tư và xúc tiến thương mại, hợp tác tuyên truyền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từ sự hợp tác này, ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trong thời gian tới hai địa phương cần tiếp tục ưu tiên đào tạo cán bộ nghiên cứu, tổ chức đoàn khảo sát trao đổi học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lựa chọn những giống cây mới có năng suất cao thông qua những mô hình thử nghiệm, hoàn thiện quy trình sản xuất để tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật trong nhân dân. Tiếp tục duy trì thiết lập kênh thông tin hai chiều, thường xuyên trao đổi thông tin giá cả thị trường, hệ thống các cơ sở tiêu thụ nông sản, tăng cường giao lưu hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá hình ảnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng và Lào Cai thông qua cổng thông tin điện tử của hai địa phương. Trong đó, Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới. Lâm Đồng triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý kinh doanh phân bón. Một theo dòng thời sự xung quanh mô hình trường học VNEN ở Lâm Đồng là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trước tình trạng phân bón giả kém chất lượng làm thiệt hại đến tình hình sản xuất của bà con nông dân trên địa bàn, Ban chỉ đạo 389 Lâm Đồng về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại đang tập trung đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng này để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 200 cơ sở đại lý kinh doanh phân bón. Trong đó vẫn còn một số cửa hàng đại lý kinh doanh không lành mạnh, buôn bán nhiều mặt hàng phân bón giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng. Để hạn chế vấn đề này, Ban chỉ đạo 389 Lâm Đồng sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh tổ chức thường xuyên các đợt thanh tra liên ngành để tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh mặt hàng phân bón về việc chấp hành các quy định của nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh phân bón. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tại các doanh nghiệp đầu mối, các tổng đại lý, các cơ sở phân phối dịch vụ vận chuyển mặt hàng phân bón, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Vừa qua tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 13. Đoàn Lâm Đồng tham dự cuộc thi đạt hai giải khuyến khích. Từ 741 mô hình sản phẩm sáng tạo thuộc 5 lĩnh vực đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt với gia đình và đồ chơi trẻ em nhằm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế được gửi về từ khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ban tổ chức đã lựa chọn ra 106 mô hình sản phẩm và trao 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba, 60 giải khuyến khích. Riêng Đoàn Lâm Đồng được ban tổ chức trao 2 giải khuyến khích cho đề tài sử dụng bọt vỏ trái sầu riêng để thấm dầu nhớt nhiên liệu và diesel trang vải trên các bề mặt cứng của tác giả Nguyễn Hoàng Phúc, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông Đàm Ri, Đà Oai, và đề tài học tốt từ vựng tiếng Anh qua trò chơi Full Quiz and League của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Cấn Nguyễn Hành Nguyên, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Đà Oai. Qua 13 năm tổ chức, cuộc thi đã thực sự trở thành sân chơi, khơi dậy được tiềm năng sáng tạo, giúp các em trau dồi kiến thức, xây dựng ước mơ trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Mô hình trường học mới VNEN là một mô hình giáo dục có tính quốc tế, với triết lý giáo dục được ứng dụng thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới và đang được triển khai tại Việt Nam. Riêng tại tỉnh Lâm Đồng áp dụng mô hình này tại 170 trường tiểu học và 23 trường trung học cơ sở. Đây là một mô hình học có nhiều phương thức dạy học mới với việc lấy học sinh làm trung tâm và đã đem lại những tín hiệu tích cực ban đầu. Nhưng tại sao có một số tỉnh trong cả nước lại dừng triển khai và có nhiều ý kiến dư luận trái chiều? Vậy mô hình này đang được thực hiện ở Lâm Đồng như thế nào và có thể tiếp tục triển khai nữa hay nên dừng lại? Một theo dòng thời sự hôm nay sẽ làm rõ vấn đề này. Các anh chị từ phu nghèo khổ, một cô cha mẹ, một hôm anh lên rừng đốn củi thì chọn được một cây thông to. Anh liền rút củi, rút rìu ra và chặt. Đang chặt mãi mê thì anh đã không để ý tới cái rìu. Cái rìu đã rơi khỏi tay anh và rớt xuống sông. Anh chàng tiền phu bảo, không, cái rìu của con bằng sắt cơ. Lần thứ hai, anh cũng vớt lên một cái rìu bằng bạc. Không, cái rìu của con bằng sắt cơ. Đây là một tiết học theo chương trình VNEN. Học sinh này đã rất tự tin đứng trước lớp, kể một câu chuyện mang nhiều cảm xúc. Một tín hiệu tích cực mà mô hình trường học mới VNEN mang lại. Với mô hình học VNEN, học sinh tự phân nhóm để trao đổi kiến thức, tìm hiểu bài học, đã giúp các em tự tin và nâng cao khả năng giao tiếp của mình. Từ cái việc mà dạy học truyền thống chuyển sang cái việc dạy học lấy học sinh làm trung tâm, thì học sinh phát huy được cái khả năng tự giao tiếp, tự hợp tác trong nhóm và các em học hành rất là vui. Các em có thể được chủ động, rồi là sáng tạo trong cái việc mà tiếp cận với kiến thức mới. Ở cái mô hình này á, thì cũng đã giúp cho các nhà trường với lại phụ huynh học sinh á, có được cái sự gắn kết. Cần khẳng định ngay rằng, mô hình trường học mới VNEN là sự đổi mới về phương pháp dạy học, chứ không phải là thay đổi về nội dung chương trình học. Với mô hình học VNEN, phần thảo luận chiếm phần lớn giờ học. Giáo viên đến từng nhóm để hướng dẫn, hỗ trợ học sinh. Các chủ đề được giáo viên đưa ra để các em cùng tìm hiểu, sau đó thảo luận, tìm ra lời giải và thuyết trình trước lớp. Sự phản biện, tranh luận, lấy học sinh làm trung tâm đã phá vỡ phương pháp giáo dục truyền thống, thầy đọc, trò chép. Đây là yếu tố để học sinh tự thể hiện khả năng của mình, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng diễn đạt, trình bày một vấn đề lưu loát và logic. Học trong nhóm, chúng em thường thảo luận các bài tập cô giao để làm các hoạt động như là hoạt động nhóm, hoạt động đôi, hoạt động cá nhân. Những gì chúng em chưa hiểu, chúng em sẽ giơ thẻ nhóm báo cáo với cô để cô trợ giúp. Trước đây thì mình đánh giá cả một cuối kỳ thì mình chưa đạt được là cái chuẩn kiến thức kỹ năng của các em trong một cái giai đoạn học tập. Còn đánh giá cuối năm là mình đánh giá cả một quá trình học tập của các em. Như chúng ta đang thấy thì ở lớp học này đang áp dụng mô hình trường học mới VNEN.
các em trao đổi học tập với nhau rất tự tin và sôi nổi. Tuy nhiên, với một lớp học trên 40 học sinh, số lượng gấp đôi so với tiêu chuẩn trường học VNN quy định, thì việc sắp xếp nhóm lớp để giáo viên di chuyển và hỗ trợ từng nhóm như thế này là một thách thức đối với cả giáo viên và học sinh. Đây là một trong những khó khăn mà mô hình học VNN tại Việt Nam đang gặp phải, cần phải tháo gỡ để chương trình học này thực sự hoàn thiện và hiệu quả hơn. Sĩ số học sinh rất là đông, cho nên là cái việc mà ngồi theo nhóm mà cái không gian của lớp nó không có được rộng, cho nên là các em ngồi có vẻ chật chội. Hiện nay là trường còn ngành nữa, còn đang là cho áp dụng những cái kỹ thuật dạy học vào trong cái chương trình bên em, ví dụ như là bàn tay nặng bột nè, rồi kỹ thuật mảnh ghép, rồi là khăn trải bàn. Thì cái việc mà khi sử dụng những cái kỹ thuật đó thì các em sẽ di chuyển rất là nhiều. Đối với những em mà còn nhút nhát ấy, thì sẽ cũng ít nói, với thứ hai nữa là cái tự sự khám phá chăm chỉ của các em ấy hạn chế, thì là thường là ỷ lại vào cái bạn nhóm trưởng. Sách thì thiết kế rõ ràng, nhưng mà về cái kiến thức để mà mình luyện thêm ở trong một tiết học á là nó rất là ít. Mà bây giờ các em mới học theo sách như thế, cho nên là về cái mức độ tiếp thu trong sách, hoàn thành được kiến thức cơ bản trong sách thì là đạt, nhưng mà để mà thực hiện qua cái việc học rồi lại thể hiện trên các cái bài làm, bài kiểm tra theo ma trận của đề mà bộ yêu cầu á, thì lại có cái phần kiến thức nâng cao. Cho nên là giữa việc học với việc thể hiện trên bài thi đôi khi là nó không được như ý lắm. Ngoài yếu tố cơ sở vật chất trường lớp thì việc để các em học sinh tự thảo luận cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Theo nhóm như vậy thì em thấy là nó cũng có cái ưu điểm, nhưng mà bên cạnh đó là trẻ cũng có nhiều trẻ ngồi nó nói chuyện riêng cũng có. Cái giá của sách của chương trình VNN thì nó cao hơn so với lại chương trình cũ. Còn một cái số cháu mà đã yếu với đuối thì nó lại chậm, mà để có cái kết quả mà nộp lên cô thì nhìn bài của bạn. Trong lúc đó, công tác tập huấn trang bị kỹ năng cho giáo viên vẫn chưa đồng đều. Việc trang bị thiết bị đồ dùng dạy học cho chương trình này có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nhân dân vẫn nghĩ rằng là chúng ta áp dụng một chương trình giáo dục mới, chứ không phải là cái phương pháp. Một bộ phận cán bộ quản lý cũng như giáo viên thì chưa được chuẩn bị kỹ trong cái quá trình để triển khai cái mô hình học mới này. Vẫn còn hạn chế về cái năng lực. Công tác tập huấn của chúng ta vẫn còn một số hạn chế, chưa đảm bảo được cho giáo viên có đủ khả năng để triển khai một cái phương pháp dạy học mới. Một cái hạn chế nữa đó là cái cơ sở vật chất của chúng ta chưa đảm bảo. Ở một số nơi, một số địa phương thì cái sĩ số học sinh trên lớp vẫn còn đông. Các chuyên gia giáo dục khẳng định rằng, trong xu thế phát triển và hội nhập hiện nay, con người muốn phát triển cần có các yếu tố tổng hòa, chứ không phải riêng kiến thức máy móc. Và những kỹ năng sống thể hiện bản thân đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, mặc dù mô hình VNN còn có một số vướng mắc nhất định, nhưng mô hình học này đã đáp ứng được nhu cầu của xu thế phát triển đó. Và Lâm Đồng cần có những đánh giá cụ thể, từ đó có phương pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với từng trường học và địa phương. Chỉ đạo các đơn vị trường học áp dụng mô hình trường học mới một cách linh hoạt, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, tiếp tục tìm tòi những cái biện pháp mà quản lý đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Ví dụ đối với những trường mà có trên 45 học sinh thì không nhất thiết là phải kê bàn ghế, ngồi học theo nhóm, mà cũng có thể là kê theo mô hình truyền thống, nhưng cơ bản, bản chất của học sinh dạy học theo cách tự học trong mô hình trường học mới là vẫn giữ. Với cái xu hướng đổi mới trong giáo dục, thì đổi mới một phương pháp dạy học mới. Đối với cái phương pháp này là dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm là cần thiết. Nhưng để triển khai được thực hiện thì chúng ta phải đảm bảo được đầy đủ các điều kiện. Việc triển khai mô hình học mới trong thời gian vừa qua, nếu có những cái gì chưa phù hợp thì chúng tôi điều chỉnh. Trong đó rà soát làm sao đảm bảo được cái sĩ số học sinh trên lớp, rà soát về đầu tư thêm về cơ sở vật chất, bên cạnh đó tăng cường
tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tốt với công tác tuyên truyền. Không còn máy móc rập khuôn, tiếp thu kiến thức một cách thụ động như trước đây, mô hình trường học mới VNN đang đưa ra một phương pháp học mới, trong đó chú trọng kết hợp ứng dụng kiến thức vào thực tiễn để rèn luyện các kỹ năng sống và thể hiện năng lực bản thân, hòa nhập cuộc sống hiện đại. Điều quan trọng là cần có phương án triển khai mô hình trường học mới này một cách linh hoạt và đổi mới đồng bộ, triệt để, với một quyết tâm cao của ngành giáo dục và sự đồng thuận của toàn xã hội. Có như vậy, cái mới, cái hay của mô hình giáo dục này mới được chọn lọc, đồng thời cải tiến bổ sung những điểm hạn chế cho phù hợp với điều kiện từng địa phương, từng trường học ở Lâm Đồng. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Ngày 28 tháng 10, Hội Nông dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 12 thành phố Đà Lạt tổ chức buổi lễ phát động nhân dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đây là một hoạt động nằm trong dự án nâng cao nhận thức của cộng đồng và xây dựng mô hình thí điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại phường 12. Đà Lạt là vùng sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với diện tích hơn 10.000 ha, mỗi năm thải ra môi trường hàng trăm tấn rác thải nông nghiệp. Trong đó có khoảng 30 tấn rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật làm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các cấp các ngành thành phố Đà Lạt đã có nhiều hoạt động tuyên truyền hỗ trợ nông dân xử lý rác thải. Trong đó thông qua dự án nâng cao nhận thức của cộng đồng và xây dựng mô hình thí điểm thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại phường 12 đã tuyên truyền cho nhân dân hiểu về tính độc hại của bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, tình hình xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam, hướng dẫn nông dân thực hiện quy định và quản lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đồng thời lắp đặt 100 bể chứa và hướng dẫn nhân dân thu gom rác thải. Chiều hôm qua 27 tháng 10, Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Đà Lạt đã khai giảng năm học mới 2017-2018. Năm học mới này, Khoa đã đón gần 300 tân sinh viên khóa 41, nâng tổng số sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh hiện có gần 1.000 sinh viên. Đây là khoa có số lượng tân sinh viên cao của Trường Đại học Đà Lạt. Trong năm học vừa qua, Khoa Quản trị Kinh doanh đã bám sát nhiệm vụ của Ban giám hiệu nhà trường, đổi mới chất lượng giảng dạy và học tập của đội ngũ giảng viên và sinh viên, nên tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của khoa đạt 85%. Năm học mới 2017-2018, Khoa Quản trị Kinh doanh tiếp tục tăng cường kết nối và liên kết đào tạo, thực tập tại các doanh nghiệp, với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho khoa. Dịp này, Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Đà Lạt đã khen thưởng cho 48 sinh viên cấp trường, 33 sinh viên cấp khoa đã có thành tích tốt trong học tập. Đồng thời, khoa cũng đã khen thưởng cho 3 thủ khoa, khoa 41, có điểm thi đầu vào cao trong năm học 2017-2018. Sáng ngày 28 tháng 10, Hội sinh viên Trường Đại học Dạ Xem Đà Lạt phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Hội Hiến Máu Tình Nguyện. Với thông điệp, mỗi giọt máu cho đi, cứu đời người ở lại. Ngày hội đã thu hút trên 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và thu được gần 200 đơn vị máu, bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân đang mắc bệnh hiểm nghèo. Phong trào hiến máu tình nguyện của Trường Đại học Dệt San Đà Lạt là hoạt động thường niên mà ý nghĩa sâu sắc, vừa tôn vinh truyền thống yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau, vừa thể hiện sự nhiệt huyết, sẵn lòng sẻ chia đối với cộng đồng, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Dệt San Đà Lạt xung kích trong phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau. Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn dưới 1,9%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số dưới 4,8%, tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 3%, đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 5%. Giảm tỷ lệ hộ tái nghèo, tái cận nghèo hàng năm xuống 10%, huyện Nam Sông thoát khỏi huyện nghèo. Ngoài ra, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Thu nhập của hộ gia đình tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tăng từ 20 đến 25% một năm. Mỗi năm có ít nhất 20% hộ gia đình nghèo, cận nghèo tham gia dự án thoát nghèo. Để thực hiện được mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể căn cứ vào đặc điểm tình hình đối tượng cụ thể để có giải pháp thực hiện phong trào sao cho hiệu quả nhất và trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của từng sở ban ngành của tỉnh.
Phần tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Chất lượng lao động trong dân số vàng ở Việt Nam còn nhiều điểm nghẽn. Trung Quốc tạo đột phá trong việc phát triển vaccine phòng Ebola. Theo kho bạc nhà nước, trong 10 tháng qua, hệ thống kho bạc nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 624.835 tỷ đồng, đạt 69,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 84 tỷ đồng, cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư. Cụ thể, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, các đơn vị kho bạc nhà nước đã phát hiện ước khoảng 16.868 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 25 tỷ đồng. Trong thanh toán vốn đầu tư, ước tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, lũy kế giải ngân qua hệ thống kho bạc nhà nước thuộc nguồn chính phủ, giao giải ngân dự kiến là 183.736,3 tỷ đồng, đạt 59,8% kế hoạch nhà nước giao. Nguồn vốn khác giải ngân dự kiến là 20.081,3 tỷ đồng, đạt 67,6% kế hoạch kho bạc nhà nước nhận được từ cơ quan tài chính. Cũng trong báo cáo cho biết, trong tháng 10 năm 2017, kho bạc nhà nước đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã huy động được 4.900 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển. Dân số Việt Nam đã đạt ở con số 90 triệu người, đứng thứ 14 trên thế giới và thứ 8 ở châu Á. Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng. Tốc độ tăng nhanh của dân số trong độ tuổi lao động lẽ ra sẽ là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, nhưng lại trở thành thách thức khi Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp cao và năng suất lao động thấp nhất trong khu vực. Phần lớn lao động tại doanh nghiệp này chỉ ở độ tuổi dưới 30. Những gì người lao động đóng góp cho doanh nghiệp không ngoài việc tham gia vào những công đoạn gia công hết sức đơn giản. Và đây là hành trang mà người lao động tích lũy được sau thời gian sung sức nhất. Nếu mà có điều kiện làm việc ở đây nữa thì em chỉ về nhà để chăm sóc cho gia đình và con cái thôi ạ. Về già thì có thể là tìm ở nhà buôn bán hoặc là gì đấy ạ, nếu mà khi là hết chế độ tuổi làm việc ấy ạ. Cơ cấu dân số vàng đem lại cho Việt Nam một nguồn lao động trẻ và dồi dào. Song đáng nói, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ mới đạt khoảng 20% trên tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Chưa kể, có đến 48% lao động đang làm việc ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, khu vực tạo ra giá trị gia tăng thấp. Năng suất lao động Việt Nam hiện nay vẫn thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Chẳng hạn như chúng ta thấp hơn so với Singapore, đương nhiên rồi. Chúng ta thấp hơn cho cả Malaysia nữa, thấp hơn cả Thái Lan nữa. Có chăng chúng ta chỉ còn hơn mỗi Lào, Myanmar và Campuchia. Và đây nó là một cái thách thức mà thách thức rất lớn đặt ra cho nguồn nhân lực Việt Nam. Dân số trong độ tuổi lao động lớn, song dường như Việt Nam đang bỏ lỡ cơ hội này. Bởi tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên Việt Nam hiện cao gấp 3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước. Tại điểm đăng ký thất nghiệp của Hà Nội, đến quá nửa những người đến đây làm thủ tục rơi vào tầm từ 18 đến 25 tuổi. Là chúng ta hoàn thiện các cái cơ chế, các cái chính sách để làm sao hỗ trợ được thanh niên sớm tìm được việc làm. Đồng thời, chúng ta phải đẩy mạnh các cái hoạt động về tư vấn, về giới thiệu việc làm, về thông tin thị trường lao động để làm sao chấp nối giữa cung và cầu lao động. Thời kỳ dân số vàng của chúng ta cũng gần kết thúc, nhưng mà thời kỳ dân số già đã bắt đầu đến rồi. Trong khi đó, trong cái nguồn nhân lực của Việt Nam ấy, cái số lượng được đào tạo thì không phải là nhiều. Theo con số mà chúng tôi được biết đấy, số lượng được đào tạo nghề đấy trong số những cái người đã trong độ tuổi lao động ấy chỉ chiếm khoảng trên 20% thôi. Rõ ràng nếu chỉ tận dụng chay, không coi trọng đào tạo thì Việt Nam sẽ lãng phí chính nguồn nhân lực hiện có, thậm chí có thể nhận lấy nhiều gánh nặng kinh tế xã hội khi nhóm dân số này có kỹ năng mềm yếu, thất nghiệp hoặc chỉ có việc làm thu nhập thấp. Nói cách khác, không tạo ra việc làm ổn định thì dân số vàng vẫn chỉ là cơ hội trên giấy. Trong độ tuổi lao động nhưng mà có khả năng lao động hay không? Bởi vì rất nhiều người 30 tuổi, 40 tuổi nhưng mà ốm đau quanh năm thì như vậy cũng không có khả năng làm việc. Đối với nước ta đấy, theo số liệu thống kê năm 2011 nó cũng hơi xa xa rồi, là khoảng độ 210 triệu lượt người đến khám bệnh ở các phòng khám đa khoa và các bệnh viện. Nhiều nước trong khu vực và thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore đã có những bước phát triển thần kỳ và trở thành những con rồng châu Á nhờ tận dụng tốt cơ hội nhân khẩu học.
Tuy nhiên, bản thân giai đoạn cơ cấu dân số vàng không mang lại của cải vật chất cho xã hội mà chỉ là cơ hội. Nếu biết tận dụng tối đa trí tuệ, sức lao động sẽ tạo ra khối lượng của cải vật chất khổng lồ, đảm bảo an sinh xã hội khi đất nước bước vào giai đoạn dân số già. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm ùn tắc giao thông, trong đó ưu tiên kết hợp với việc lịch ca, lịch giờ trong ngành giáo dục và tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông bao gồm cả việc hạn chế xe tải lưu thông vào nội thành, tổ chức xe đưa rước học sinh, công nhân, đặc biệt cần làm rõ các khó khăn vướng mắc và hướng giải quyết, tháo gỡ đối với từng giải pháp. Trên cơ sở đó đề xuất các phương án khả thi, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên thực hiện kết hợp với việc lịch ca, lịch giờ trong ngành giáo dục và tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Từ đó có những giải pháp tổng hợp hiệu quả làm chuyển biến từng bước tình trạng ùn tắc giao thông vào nội thành và tại các cửa ngõ của thành phố. Đề án này phải trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 3 tháng 11 năm 2017. Trong nỗ lực nghiên cứu, giá cán tầm tăng cao, người dân và doanh nghiệp vẫn gặp khó là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị, trong vài tháng qua, giá cán tầm ở các địa phương tăng kỷ lục trong lịch sử ngành tơ tầm ở Lâm Đồng, với mức giá cán gần 200.000 đồng một ký. Người nuôi tầm đang rất phấn khởi. Tuy nhiên, các cơ sở, doanh nghiệp ươm tơ, dệt lụa lại lao đao vì không thể điều chỉnh giá sản phẩm đầu ra khi các hợp đồng đã được ký kết trước đó. Tình trạng này đang diễn ra tại thủ phủ tơ tầm Bảo Lộc, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nhiều hộ nông dân ở xã Đạm Ri, thành phố Bảo Lộc đang hồ hởi khi sắp thu cán tầm. Những nông dân ở vùng khác cũng đến xin hom dâu để trồng. Vì những tháng qua, giá cán tầm ở thành phố Bảo Lộc tăng ở mức kỷ lục, từ 165 đến gần 200.000 đồng một ký, tùy theo chất lượng cán. Trong khi những năm trước, giá cán tầm cao nhất chỉ khoảng từ 120.000 đến 150.000 đồng một ký. Theo các hộ nuôi tầm, với mức giá hiện nay, thì lợi nhuận từ nuôi tầm tăng gấp 3 lần so với cà phê. Nếu như mà với cái giá kén này thì nông dân bao giờ có lợi hơn. Tức là nếu so với cà phê thì hiện tại như bây giờ thì một sào dâu nếu mà nuôi đạt thì nó nằm cỡ khoảng độ đánh ngã hai sào cà phê. Trái với sự phấn khởi của nông dân, các cơ sở doanh nghiệp sản xuất tơ thô lại gặp khá nhiều khó khăn do giá kén tăng quá cao và quá nhanh, khiến cho các cơ sở này không kịp trở tay vì không thể tăng giá bán tơ đột ngột. Cá biệt có các cơ sở đã ký hợp đồng bao tiêu, trước nay phải chịu lỗ vì giá kén mua vào cao hất ngưỡng, nhưng vẫn phải cầm cự tiếp tục sản xuất. Giá kén này lên cao mà cái đầu ra mình chỉ giữ giá thôi chứ mình không có được tăng lên chút nào hết. Mười mấy năm mà có năm nay là đột biến vậy thôi. Giá kén tăng kéo theo giá tơ thô cũng tăng. Hiệu ứng dây chuyền này đã ảnh hưởng đến các công ty dệt. Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc là một trong những đơn vị dệt lụa có công suất lớn tại thành phố Bảo Lộc. Tuy đa số sản phẩm dệt được ký hợp đồng xuất khẩu đi nước ngoài, chỉ 10% sản xuất cho thị trường nội địa, nhưng cũng không tránh khỏi những khó khăn vì giá tơ thô đã tăng đến trên 35% so với năm 2016. Cái giá kén tầm thì đợt này tăng quá nhanh. Từ chỗ là công ty ngày trước đầu năm mua sản phẩm có 1,5 triệu một ký tơ thôi, hiện tại bây giờ lại lên 1,5 triệu rồi. Thì cái này là một cái doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp bán vải cho các thị trường không thể điều chỉnh cái giá vải ngay một lúc được, hoặc là tháng này điều chỉnh, tháng sau điều chỉnh, là cái đấy là không được. Thì doanh nghiệp ký với các đơn vị thường là ký cả năm rồi, cho nên là đấy là cái khó khăn nhất. Thời kỳ này công ty đây cũng chỉ làm tính chất là cố gắng thủ hòa được là tốt, hoặc là có lỗ thì cũng phải chấp nhận để duy trì thị trường cho nó qua cái cơn khó khăn này thôi. Thành phố Bảo Lộc hiện nay có gần 40 doanh nghiệp cơ sở hộ gia đình ươm tơ dệt lụa. Theo nhận định của các doanh nghiệp sản xuất tơ lụa, sở dĩ giá kén tăng như hiện nay do một phần có sự tác động từ việc thu mua kén của thương lái Trung Quốc. Mặt khác, sự phát triển nóng của các cơ sở ươm tơ trong thời gian hiện nay làm cho lượng kén cung cấp không đủ cho sản xuất nên đẩy giá kén lên cao. Nếu giá kén không bình ổn, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong kinh doanh. Còn nông dân tuy đang vui vì có thu nhập cao từ nghề nuôi tầm, song cũng thận trọng trong việc ồ ạt trồng dâu nuôi tầm, vì theo họ không thể dự báo và kiểm soát được giá kén. Và bài học phá bỏ cây này, chạy theo trồng cây kia vẫn là bài học không cũ với nông dân. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.